Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là sáng thứ 6, ngày 12 tháng 5. Sáng nay theo yêu cầu của anh em thì em lựa lên 4 con máy cháp cho anh em nào đổ gia công nha. 4 này là máy tủy luôn nha anh em. Cán sạch sẽ, gọn gàng ha. Body lông cháp sát cao lớn ký. Chặn mấy con này đẻ gần 2 ký nha. Cỡ này là nó qua cái lốt khó nuôi rồi nha anh em, mình mang về mình nuôi rất là dễ luôn, mà giá nó cũng là tương đối là mềm hơn so với những cái con gà mà nó lớn. Cỡ này là nó mau lớn lắm nha, mình cứ nhốt lại thôi. Nó dáng cơ bắp nha, lông chắp sát đó. Anh em gia công nào hôm bữa bắt mà cần bổ sung thêm máy thì bắt 4 con này ha đó. Giá cứ 1.000.000 một con nha anh em. Anh em nào bắt 4 con luôn thì em để giá 3.500.000 bao ship cho anh em luôn nha. Gà con ra là cứ 3 tháng là em bắt nha, có hai lứa tuổi để em bắt luôn á, 1 tháng hoặc là 3 tháng. 1 tháng thì em bắt 150.000 một con nha, bắt nguyên bầy luôn, sạch sẽ không có chừa lại một con nào hết. Hoặc là gà 3 tháng thì em lấy 1.000.000 một cặp nha, tùy ở anh em cái khả năng của anh em á. Nếu mà chuồng trại mình rộng á thì mình nuôi gà 3 tháng là giao cho em là ok, hoặc nếu mà chuồng mình nó diện tích nó nhỏ thì cứ gà 1 tháng là em thu hết lại cho anh em luôn nha. Đó, anh em nào thử nhiệt em đi là biết ha. Anh em nào mà cần thử nhiệt đó cứ bắt mấy con này về đổ đi, bao nhiêu con gà em cũng bắt hết cho anh em đó. Anh em chỉ quan tâm là anh em nuôi sao cho tốt thôi, ra gà cho nhiều cho đều cho em thôi đó. Còn lại cái nguồn ra là cứ gửi gà lên xe là tiền vô tài khoản liền, nhanh gọn lẹ nha. Sợ anh em không đủ gà giao cho em bán thôi ha. Đó, dáng đẹp quá trời đẹp luôn. Anh em nào cần trống thì bắt thêm trống nha. Trống tơ có cái lứa này thì em cũng có nha. Giá cũng như mấy con này luôn, cứ 1.000.000 con. Em sẽ lựa cái con trống nào cho nó cổ cho nó mạnh, rồi dáng dấp cho nó ok ha. Rồi em gửi cho anh em luôn. Chào anh em.